Con này, mày lại làm sao thế này? Chân tay làm sao mà thâm tím thế kia? Lại là mày đúng không Hải? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi là đừng có mày yêu cái thằng khốn nạn này cơ mà. Em là em của anh, sao anh nói em như thế? Chính vì mày là em của tao ấy nên là tao mới hiểu thừa tính của mày. Mà mày làm sao kia? Làm sao mà chân tay nó thâm tím thế kia? Không phải tại em. Có gì anh gọi Trung mà xem. Có phải không? Vâng anh ạ. Em bị ngã như thế này là do... Ái ôi ôi, hot girl của tôi đây rồi. Hello cô em. Em đi đâu đấy? Hỏi cái gì mà hỏi? Cho anh làm quen nhá. Không. Gì ức kìa. Sao lại không cho anh làm quen? Cho anh làm quen đi mà. Anh nói cho em biết chứ. Nhìn anh đi xe quay như thế này thôi ấy, nhưng mà anh toàn tiêu tiền đô đấy. Muốn nói gì thì nói luôn đi. Đã thế thì anh nói luôn. Anh xin tự giới thiệu, anh là Ken Hoàng. Nhà anh mặt phố, phố anh làm to. Riêng em mà yêu anh nhá thì cả đời em là vô lo và vô nghĩ. Đúng là thằng điên. Anh lại chả đáng phát điên vì em đây còn gì nữa. Đi từ từ thôi, đợi anh với. Trúc, em có làm sao không? Em không sao. Theo như em tìm hiểu, ngoài Trúc ra, đối tượng đã làm rất nhiều vụ. Giờ chị em phụ nữ không dám ra đường khi ít người nữa. Anh để em gọi bên em dần cho thằng này một trận. Thằng này ấy, nó là một thằng biến thái chuyên nghiệp rồi. Mà mày nghĩ là nó chờ để cho mày bắt nó đấy. Thế anh định để yên cho nó làm như thế à? Từ nãy đến giờ, tao có nói câu nào là để yên cho nó không? Thế anh tính như nào? À, đây rồi. Thằng Mầu về đây rồi. Mày vào đây. Có chuyện gì mà căng thẳng thế các anh? Có thằng sàm sỡ cái Trung. Sàm sỡ á? Khiếp, sợ đấy. Người yêu em hay đi làm về muộn. Ui, thế này chết dở. Mày mà cũng có người yêu á? Em có người yêu làm sao cơ? Đừng coi thường nhá. Nhiều ấy. Thế lúc đầu gặp nhau mày nói như nào? Em nói như nào á? Đơn giản thôi. Như kiểu bây giờ nhá, em bảo là em ơi, tình hình dịch bệnh như thế nào? Đã sẵn sàng có người yêu chưa? Ờ, hay. Thế còn đoạn sau? Thì em cần nói gì nữa đâu. Nói lép như thế làm gì nữa. Gật đầu luôn. Thôi, chúng mày bớt xàm đi. Tập trung vào công việc cho tao một tí này. Bây giờ ấy, làm theo kế hoạch của anh thì mới bắt được thằng này. Kế hoạch ấy sẽ là chúng mày đã hiểu hết chưa? Vâng, nghe nghe. Hiểu rồi thì chia nhau ra mà làm. Vâng. Thông Mẩu, đi theo tao. Vâng. Sao rồi? Tình hình chúng mày điều tra đến đâu rồi? Em đã đi hỏi tất cả mọi người xung quanh rồi. Đối tượng không ở cái làng này mà chỉ đến đây để gây án thôi. Đường vào làng mình có mỗi một đường. Em cũng cho thằng Mẩu ra chặn rồi. Tốt lắm. Có tình hình gì thì phải báo về cho tao ngay. Vâng. À mà bây giờ mình nhớ, từ hôm qua đến giờ không có thằng Mẩu đâu anh ạ. Hay là nó lại đi ngủ quên, không ra canh rồi. Mày nói thế tội nó. Tuy nó đần đần thế thôi nhưng mà nó trách nhiệm lắm. Thử gọi cho nó xem nào. Ờ. Thuê bao rồi anh ạ. Đấy, tao biết ngay mà. Thôi chết.
nhỡ đối tượng manh động, thằng Bầu bị làm sao thì sao? Ờ nhờ, thế mà tao không nghĩ ra. Thôi, đi tìm xem nó thế nào rồi. Đi. Mẫu ơi! Mẫu ơi! Mẫu! Mày trốn đâu ấy? Mẫu ơi! Em ở đây các anh ơi! Đây rồi. Đứng lên xem nào! Mày làm cái trò gì ở đây đấy? Em núp. Không núp, đứng trên ngành kia ấy. Thì có mà bắt được nó khối. Thế điện thoại mày để đâu? Sao tao không gọi được? Điện thoại em để quên ở nhà. Hôm qua tao bảo mày, mà bây giờ mày vẫn y nguyên như này. Mày có thích nói dối không? Em còn nói dối đâu. Em để quên điện thoại ở nhà mà. Em ở đây suốt từ tối hôm qua đấy. Cái gì? Đầu óc mày có bị làm sao đấy mà mày ngồi từ suốt qua giờ? Làm sao? Em chấp hành đấy chứ. Mày chấp hành cái gì? Thì hôm qua xe tuyên truyền đi qua này, bảo đang ở chỗ nào, ở yên chỗ đấy. À thôi, em đang ngồi đây, em ngồi luôn. Quá chấp hành luôn. Ôi trời ơi. Bề như này nhá, mày đi lấy cho tao một cái chiếu ra đây. Để cho tao quỳ cái. Một cái thôi. Tao không hiểu là cái đầu óc của mày suy nghĩ cái gì nữa. Sao tự nhiên đòi quỳ em nhở? Nói đi thôi, điên đây. Từ từ anh, từ từ anh, không được, cái này không được. Ê, từ anh ơi. Bỏ cái tay ra. Anh Minh ơi, em không làm được không ạ? Không làm ấy, mà đến khi thằng đấy nó sàm sỡ người yêu mày nhá, thì tao kệ đấy. Nhưng mà còn cách nào khác không hả anh? Tao ít học, nên chỉ nghĩ ra cách này thôi. Thôi được rồi, ngồi im để tao cạo cho nhanh. Cạo đi. Nhưng mà làm thằng đàn ông không có... Ôi ôi. Mà cái thằng này, sao lại mặc cả quần? Cởi ra. Ôi tí em cởi. Đứng dậy cởi luôn. Nhưng mà em ngồi này nó... Đứng dậy. Ôi trời ơi. Không sao. Nhật Trần à. Được rồi đấy, thế có phải ngon hơn không? Đây ngồi xuống để tao cạo. Như này còn gì là đàn ông nữa. Thằng này á, cho đi thách thức giành hài được ấy nhỉ? Có khi nó đạt giải quán quân cũng nên đấy chứ. Sao các anh không đi làm ý? Tự nhiên bắt em làm mà làm gì? Ô cái thằng này buồn cười nữa. Mày nhìn chân tao này, bỏng mãi còn chưa khỏi. Không, tao chẳng cần nhờ cái mặt mày đâu. Thôi, chúng mày trêu nó ít thôi. Cậu nhớ mặt tôi. Ui, cái mặt mày tao không bao giờ quên được đâu. Thôi, được rồi đấy. Đi đi. Đẹp phết đấy. Cậu nhớ mặt tôi. Đấy, anh còn cười mà anh cấm bọn em. Ai mà chả biết là buồn cười. Nhưng mà ấy, chúng mày trêu nó ít thôi. Nó mà không đi ấy, là hai thằng chúng bạn phải đi đấy. Này cô gái xinh đẹp, đi đâu đây? Cho anh làm quen đi. Ai chật chà, kêu xa à? Hay để anh hát cho em nghe nhá. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh. À quên, anh là một con chim vàng, bây giờ anh lại va phải một nàng bướm trắng mới đúng chứ.
ước gì em hóa thành trâu, anh là con đỉa, anh bâu vào người. Trời ơi, trâu của anh ơi. Trâu thật à? Ăn cam không? Ngẩng cao cái mặt lên. Ngẩng đầu lên. Vâng. Cái tội giảm sỡ cậu à? Anh ơi, đây là anh cho em đền tiền đi, em xin anh nhé. Mày nghĩ tiền nhà mày mà đền được tao à? Hả? Mày xem sợ con gái nhà người ta xong bây giờ mày bảo mày đền tiền là xong à? Cả làng cả nước ơi, ra đây mà xem thằng xàm sỡ này. Thằng nhất thân này. Cả làng cả nước ơi. Ôi trời ơi. Ra xem thằng bèn thái nó cởi chuồng. Mất dạy này. Mất dạy này. Tốt chết đi. Ngẩng mặt lên này. Cho mày chết. Chụp ảnh đi, bà con chụp ảnh đi. Mất dạy này. Bổ quả xẻ đi. Nhanh lên một tí, giao nó lên công an là không có cái gì chụp đâu. Mất dạy này.